Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong em ở cái bài số 1 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn em ở cái bài số 2. Ok. Bài số 2 em nhé. Ta sẽ tiến hành vẽ hình trước. Cho tứ diện ABCD. Tứ diện thì chúng ta sẽ vẽ ra. Đấy là chắc chắn sẽ là một gì? Một tam giác đúng không nào? Tứ diện này thì ai vẽ cũng được. Ở phía trong này chắc chắn là sẽ là gì? Nét gì? Nét đứt. Chưa? Như vậy thì thầy ký hiệu ở đây nó sẽ là gì? B, C, D, A thế này. Ta sẽ nối A với B, A với C, A với D. Được chưa? Rồi, tứ diện là như này. Không nào? Câu A. Ở đây yêu cầu các em chứng minh vectơ AB nhân vectơ CD cộng vectơ AC nhân vectơ gì DB cộng cho vectơ AD nhân vectơ BC sẽ bằng 0. Đó. Như vậy thì để chứng minh được cái vế, khi mà các em nhớ này, một cái bài chứng minh thì các em sẽ xuất phát từ vế trái hay là từ vế phải để chúng ta đưa về cái vế cần chứng minh. Nhưng mà đố bài này chắc chắn là phải xuất phát từ vế bên gì? Vế bên trái này. Để chúng ta đưa về nó là số 0. Và khi đó chúng ta sẽ kết luận. Các em hiểu nè. Như vậy thì đối với ba anh này cộng lại thì chúng ta phải tách ra. Và các em sử dụng ở cái phương pháp ở đây đó chính là quy tắc 3 điểm. Quy tắc 3 điểm. Thầy sẽ làm cái cặp tích vector này trước. Hai anh đây chúng ta sẽ làm tương tự, có được không? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, chúng ta sẽ có này, kem ghi này ta có, nha, ta có, kem nhìn này, thầy sẽ làm cái cặp vector này, tích cặp vector này trước, như vậy chúng ta có vector AB nhân vector CD sẽ bằng. Như vậy thì ở đây thầy nói lại là phương pháp đang là sử dụng quy tắc 3 điểm, có được không nào? Cái vector AB thầy giữ nguyên nha. Đối với vector CD, thầy sử dụng quy tắc 3 điểm đối với điểm A, C, D. Các em nhìn nè. Thầy nói lại sử dụng quy tắc 3 điểm và 3 điểm ở đây thầy áp dụng trong tam giác là A, C, D. Cái đường nè. Thì các em thấy là cái CD này thì nó sẽ bằng vector gì? Vector CD thì sẽ bằng vector AD trừ đi cho vector gì? Vector AC. Thì ra được vector CD. Như vậy vector CD ở đây thầy sẽ không viết nữa mà thầy sẽ viết trở thành là gì? Vector AD. Cái này chúng ta được học ở lớp 10 rồi các em nhé. Trừ cho vector AC. Tương tự như vậy thầy sẽ viết tới cặp này. Vector AC nhân cho vector DB. Thì cái AC này thầy giữ nguyên. Đối với vector DB. DB thầy sẽ áp dụng quy tắc 3 điểm đối với điểm A, điểm B, điểm D. Thầy nói lại đối với 3 điểm A, BD thì vector BD thì nó cũng giống CD thì nó sẽ bằng vector gì các em? Tại vì anh này ở phía sau này trừ là các em lấy khi kết hợp lấy vector gì? Vector AB trừ cho vector AD. Tương tự như vậy thì đối với cái cặp vector tích cặp vector AD nhân cho BC thì AD này thầy sẽ viết lại. Thầy áp dụng quy tắc 3 điểm đối với A, B, C mà các em thấy C đằng sau này thì chắc chắn phải là AC, vector AC trước trừ cho vector A, AB. Đó. Hiểu chưa? Sau khi mà thầy làm được chuyện này rồi thì thầy sẽ tiến hành cộng từng vế. Các em ký hiệu thầy đây là 1, 2, 3. Được chưa nào? Thầy để lên đây để dễ viết em nha. Thầy ghi, các em ghi là cộng 1 này, cộng 2 này, cộng 3, vế theo vế.
ta có bây giờ cộng này, thì lấy 3 này cộng lại, 1 2 3 cộng lại với bên trái này, lấy 3 này cộng lại với bên phải, được chưa nào? Như vậy thì khi chúng ta cộng với bên trái này thì chắc chắn nó sẽ ra được cái vế bên trái chúng ta cần phải chứng minh rồi đó. Nó sẽ bằng lấy 3 này cộng lại này, vectơ AB nhân vectơ AD trừ vectơ AC này cộng này vectơ AC nhân cho vectơ AB trừ vectơ AD, có đúng nào? Chúng ta cộng vectơ AD nhân vectơ AC trừ vectơ AB đó. Cái bản thân anh đây là nó ra được cái vế bên trái, chúng ta cần chứng minh. Bây giờ chúng ta nhiệm vụ chúng ta làm cái này này mà nó bằng số 0 nữa là ok, đúng không nào? Mà không phải cố gắng nặng game nhá, mà cố gắng nặng thôi nha. Như vậy nó bằng cái gì đây? Bây giờ nhân vô bằng vectơ AB nhân vectơ AD trừ vectơ AB nhân vectơ AC cộng vectơ AC nhân vectơ AB, thấy không? Cộng à, thầy nói trừ vectơ AC nhân vectơ AD cộng vectơ AD vectơ AC và trừ cho vectơ AD nhân vectơ AB. Như vậy các em thấy này, như này, vectơ AB nhân vectơ AD trừ cho vectơ AD nhân vectơ AB là bằng 0 này. Các em tương tự như vậy, cái cặp này vectơ AB nhân vectơ AC mà đây cộng vectơ AC nhân vectơ AB thì cặp này bằng 0. Cặp này bằng 0, cặp này bằng 0 này, thầy nói lại này. Cặp này bằng 0 này. Cặp này với cặp này bằng 0 này. Cặp này bằng 0 này. Các con thầy nhớ lại nghe em, không cần đúng không? Chúng ta trình độ 11 rồi chứ không phải là các bạn lớp 6. Nên thầy nói như vậy, thầy chỉ làm lần nữa vectơ này, cặp vectơ này với cặp này vectơ này bằng 0 này. Cặp này với cặp này bằng 0. Cặp này cặp này bằng 0. Như vậy thì nó ra được là 0 này cộng 0. Cộng 0 thì cướp đoạn này bằng 0. Chúng ta kết luận vậy. Vector AB nhân vector CD cộng vector AC nhân vector DB cộng vector AD nhân vector BC thì sẽ bằng 0. Thì phải chứng minh xong. Đánh Pháp chống Mỹ, đánh Mỹ chống Pháp. Chúng ta chỉ cần sử dụng quy tắc 3 điểm trong cái tam giác ba tam giác ba mặt đó là ra, và chúng ta sử dụng phương pháp như là trừ cái trừ trừ giống phải cộng, cộng là cộng theo vế đó. Xem ra chưa? Bây giờ chúng ta đi sang câu B nhé. Câu B, B người ta nói gì đây em? Từ đẳng thức trên, hãy suy ra rằng nếu tứ diện ABCD, ABCD có AB vuông góc với CD, AB vuông góc với lại CD, AC vuông góc với DB thì chúng ta sẽ có AD vuông góc với lại BC. Từ cái này nè. Các hiểu không? Rồi. Chúng ta để quyển sách lên phía trên nhá. Để chúng ta dựa vào đó để chúng ta làm. Như vậy thì khi mà ta có này, theo câu A, chúng ta đã chứng minh là vectơ AB nhân vectơ CD cộng vectơ AC nhân vectơ DB cộng vectơ AD nhân vectơ BC sẽ bằng 0. Cái đúng nào? Mà theo đề bài người ta cho có phải AB vuông góc với lại CD. Khi nó vuông góc thì nó sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 90 độ. Bằng 90 độ nên là trong cái công thức cos các em, cos của cái góc vectơ U với lại vectơ V đó thì nó mà cos của 90 độ thì bằng mấy? Bằng 0. Bằng 0 thì từ đó chúng ta sẽ suy ra. Các em nhớ là các em nhớ cái này này. Cái phần nhận xét các em nhớ này, vectơ U vuông góc với vectơ V thì chúng ta sẽ suy ra được vectơ U nhân vectơ V sẽ bằng mấy? Bằng 0. Nhớ không thầy cái này? Ở trong phần nhận xét. Nhớ không? Vector U vuông góc với lại vector B, V thì chúng ta suy ra tích
của hai vectơ này thì bằng mấy? Bằng số 0. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra, ta suy ra hai vectơ này sẽ nhân lại với nhau thì bằng bằng 0. Tương tự như vậy thì chúng ta có AC vuông góc lại DB, thì chúng ta suy ra vectơ AC nhân vectơ DB sẽ bằng 0. Như vậy cái cặp này bằng 0, đây 0 này. Nên ta có đây, ta thế chỗ đây 0 này. Thế chỗ đây 0 này. Ở đây vết đây sẽ bằng 0. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra vectơ AD nhân vectơ BC sẽ bằng 0. Nếu như mà vuông góc thì suy ra tích của nó bằng 0, mà tích hai vectơ này bằng 0 thì suy nó lại ngược lại thì nó sẽ vuông góc. Các em hiểu chưa nào? Suy ra AD sẽ vuông góc với lại BC thì phải chứng minh. Xong. Hiểu chưa? Dựa cái này nhận xét. Được chưa nào? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc của em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái câu số 3. Ok. Bye bye các em nhé.